Xin chào mọi người, mình là Amy. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 5 của PT Talk, nơi các bạn sẽ được nghe nhiều những chia sẻ hơn và hiểu hơn về con người của những khách mời trong chương trình. Và khách mời hôm nay của chúng ta là một Miss cực kỳ xinh đẹp và tỏa sáng. Đó là Miss Phương Đề My. Chắc là các bạn cũng đã nhìn thấy và gặp chị rồi. Hello chị. Hôm nay thì là tính ra hai chị em mình cũng làm việc với nhau lâu và cũng còn đi sự kiện với nhau nhiều ấy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em được ngồi để cùng nói chuyện, cùng phỏng vấn và chia sẻ với chị. Không biết hôm nay cảm xúc của chị như thế nào nhỉ? Cảm ơn Amy cũng như là xin chào mọi người. Thì mình là Phương. Mọi người hay biết tới mình ở Facebook cũng như là Zalo sẽ là Phương Đề My. Thì mình là giám đốc tuyển sinh của PT Helper và hôm nay thì cũng rất là vui khi mà có thời gian ngồi đây cùng với Amy, bởi vì cũng cảm giác là một cái không gian hay là một cái không khí nó cũng rất là khác đối với mọi lần, vì bình thường thì mọi chị em sẽ tham gia những cái hoạt động mà liên quan tới những cái công việc để mà có thể truyền đạt những cái thông tin về những cái khóa học hay là về những cái lợi ích trong những cái khóa học cho các bạn. Còn hôm nay thì chị em mình sẽ tâm sự một xíu ha. Dạ vâng. Tính ra là em cũng không nghe nhiều lắm về câu chuyện trước khi mà chị làm với Helper. Tính ra là em cũng đã có làm với Helper được 5 năm, nhưng mà chị Phương là đi từ Helper đến lúc từ những ngày đầu luôn. Tính đến nay là chị đã gắn bó cả 7 năm rồi. Thì yếu tố nào đã khiến cho chị gắn bó với Helper một con đường cực kỳ là dài như vậy ạ? Thì cũng chia sẻ với mọi người thì Phương trước đây là có làm về ngành hàng không và ngành du lịch cũng khá là nhiều năm. Sau đó thì cũng có cơ duyên tới với PT Helper từ những cái ngày đầu tiên. Thì cũng rất là may mắn và gắn bó tới cái thời điểm hiện tại. Thì bây giờ là cái lứa mà chị còn nhớ hồi xưa khi mà chị mới đi làm là lúc đó là chị là nhỏ nhất công ty luôn. Còn bây giờ là các cái lứa nhân viên mà Phương có thể tuyển dụng vào là các bạn thậm chí là sinh năm 2002, 2001 rồi. Và nếu mà để mà nói là nhiều khi là kém mình cả một con giáp luôn, gọi là cô cũng nên á. Thì thực ra ấy, nếu mà để mà hôm nay ngồi nói với nhau là đã gắn bó với Helper sang năm thứ 7, năm thứ 8 rồi, thì thực ra khi mà mình ngồi làm mình cũng không nghĩ là nó đã trôi nhanh như vậy đâu. Mình cứ thế và mình làm việc thôi. Thì trong một cái quá trình mà PT Helper như vậy, ngồi suy nghĩ lại qua rất nhiều những cái hoạt động gần đây, nếu mà gần đây các bạn có theo dõi những cái trang tin tức của Helper đúng không, thì thấy là rất là nhiều những cái hoạt động bên cạnh cái việc là chúng ta sẽ nói về sản phẩm, thì chúng ta cũng dành rất là nhiều thời gian để nói về đội ngũ, về tập thể, thì cũng mới thấy được là đã là một cái chặng đường mà mọi người cùng nhau đi qua. Từ những cái ngày mà chị nhớ là văn phòng Hồ Chí Minh của chúng ta chỉ có 3-4 chị em thôi. Thì Amy cũng là một trong số những cái người mà đầu tiên cùng với PT Helper. Sau đấy bây giờ là lên tới mấy chục người, gần 100 người rồi, thì cũng rất là vui. Thì chị thấy là thứ nhất là cái yếu tố công việc. Bản chất thì mình đi làm ở đâu thì đương nhiên là cái thu nhập nó cũng là cái không ai có thể nói là đi làm kiểu, thực ra cái mọi người nói đi làm vì đam mê thôi, đấy là cái vui. Còn đương nhiên là ngoài việc đam mê thì đầu tiên sẽ là cái thu nhập tốt. Thì để mà nói tại sao chị dẫn cái thu nhập tốt, thu nhập nếu mà tốt thì chứng tỏ là cái công ty và cái môi trường nó cũng phải có sự phát triển. Và có sự phát triển được thì chính là nhờ những cái nội tại về mặt sản phẩm, về mặt nhân sự, để cho cái sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình nó tốt, được mọi người ủng hộ nhiều thì cũng mới có tiền để trả lương cho mọi người, đúng không? Đấy là tôi đang nói khéo về cái việc là PT Helper chúng tôi đang là phát triển và nhận được cái sự tin tưởng của các bạn rất là nhiều nha. Thì đấy cũng là cảm ơn mọi người. Nên là chị thấy đó là một cái điều mà chị rất là thích ở Helper, vì mình có thể có được những cái là ngoài cái việc là đam mê trong công việc, nhưng mình cũng có thể sáng tạo và phát triển được hơn những cái kỹ năng mà mình chưa có khi mà mình lắng nghe từ gọi là sếp cũng như là những cái bạn gọi là cùng trong cái ban lãnh đạo khác. Thì như em biết là trước khi mà mình có công tác ở Helper là chị có một thời gian là làm trong ngành du lịch nữa. Vậy thì thị giá là sự khác nhau giữa việc gọi là bán một cái sản phẩm về hướng du lịch với lại một sản phẩm về giáo dục, nó sẽ có gì khác nhau không chị nhỉ? Ok, thank you về câu hỏi của em, cũng là cái cơ hội để chị có thể kiểu như là nhìn lại, nghĩ lại một chút về cái chặng đường làm việc của mình.
thời gian công nhận là trôi qua rất là nhanh, cũng mười mấy năm trong nghề rồi, thì chị cũng là một người khá là may mắn khi mà chị đã có kinh nghiệm trải nghiệm trong cả việc là operation và sale. Thì chị cũng làm về cả hàng không, về du lịch và sau về nhà hàng nữa, khách sạn, và sau đó thì sang có cái cơ duyên với PT Helper là về giáo dục. Thì đối với chị thì cái công việc kinh doanh hay bán hàng thì cái sản phẩm nào nó cũng sẽ có cái việc là cái người bán hàng phải có cái tâm của mình. Thứ nhất là đương nhiên là phải hiểu về cái sản phẩm mình bán, hiểu về thị trường, hiểu về đối tượng khách hàng, và có cái chuyên môn phù hợp, và tiếp nữa là phải có gọi là tố chất trong cái việc bán hàng nhá. Tại vì có nhiều bạn làm việc rất là giỏi nhưng mà nếu mà không có tố chất trong cái việc bán hàng thì cũng khó có thể truyền đạt được những cái thông tin về mặt sản phẩm để thuyết phục được cái người khách hàng của mình. Đó. Thì chị cũng may mắn được làm việc ở nhiều những cái sản phẩm thì tuy nhiên thì tức là cái niềm vui ở trong mỗi sản phẩm nào nó cũng có. Ví dụ như ngày xưa chị làm hàng không thì mỗi khi mà lúc mà chị ở sân bay ấy, thực ra thì chị cũng hay làm rất là nhiều những cái chuyến bay và tiễn, mình chứng kiến rất là nhiều những cái gia đình hay là bạn bè họ đi du học hoặc là đi lao động nha. Và mình cũng có những cái sự gọi là hơi bị cảm xúc đó khi mà ở những cái hình ảnh mà họ sẽ chia tay nhau hoặc là họ gặp nhau về thì cũng cũng hơi cảm xúc và mình cũng vui. Nhưng mà thực ra đối với cái công việc đó thì đôi khi là khách hàng người ta đi một lần rồi thôi, tức là sẽ không có cái sự ấn tượng với nhau để mà quay lại. Nếu mà giả sử như họ vẫn đi máy bay đi nhưng mà họ sẽ không thể nào cái bay cái chuyến mình vẫn làm hay là làm ở cái quầy và mình vẫn làm chẳng hạn, nên là cái độ mà mình gặp cái người khách hàng đó hay là mình có một cái sự nhớ và liên kết với nhau thì nó không có lắm. Hay là chị có làm về du lịch hay là nhà hàng hay khách sạn thì cũng mang tới được những cái niềm vui cho khách hàng rất là nhiều. Hay là mình set up những cái ngày kỷ niệm này, ôi có những ngày kiểu ngày cưới, ngày kỷ niệm mà mình set up được cho khách hàng họ vui ấy, thì nó cũng, hoặc là kỷ niệm cho ba mẹ, cho gia đình thì họ cũng cũng rất là xúc động, thì đó cũng là những cái niềm vui dành cho mình. Còn tuy nhiên thì đối với PT Helper ấy, thì ngoài cái việc là cố gắng cung cấp được cho các bạn, chị thì thường không hay nói những bạn tư vấn viên của chị các bạn em là sale, các em là bán hàng, mà chị luôn training cho các bạn, chị luôn nói là các em phải coi các em là những cái người mà sẽ là người đưa ra cái giải pháp cho khách hàng. Các em vô cùng quan trọng. Đúng rồi, bây giờ em biết là một cái kế hoạch đi du học hay là đi làm việc hay đi định cư của một anh chị nào đó là một cái kế hoạch lớn của cả cuộc đời. Nó không chỉ đơn thuần là hôm nay tôi đi du lịch Hạ Long, tôi bay vào Sài Gòn các thứ này kia, nên là người ta cũng đã phải cân nhắc và tính toán rất là nhiều. Thì đôi khi thì những cái nội dung khác như là về mặt kinh nghiệm làm việc, giấy tờ, bằng cấp họ đã có đủ rồi, lúc này họ chỉ còn thiếu tiếng Anh nữa thôi để mà hoàn thành cái giấc mơ của mình thôi. Thì nếu mình là cái người chuyên viên tư vấn hay là mình, và mình là cái người cung cấp giải pháp cho họ, mình không thực sự đi sâu vào cái nhu cầu của cái người khách hàng này, hiểu về cái hoàn cảnh của khách hàng này để đưa ra cho họ những cái lời khuyên tốt nhất về cái lộ trình học, thì đôi khi nó sẽ bị ảnh hưởng tới khách hàng. Có thể họ sẽ mất thời gian, học không hiệu quả, hay là họ sẽ bị gọi là tâm lý họ sẽ không có được tốt lắm nếu mà họ bị học quá sức của họ. Đương nhiên em biết là cô giáo chắc là em cũng nghe nhiều, ai cũng, anh chị nào cũng muốn là tôi học nhanh nhất có thể, thi đậu điểm cao nhất có thể, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thì sẽ tư vấn cho các bạn rất là rõ ràng, bởi vì các bạn sẽ được làm test trình độ đầu vào này. Sau đó thì mình cũng sẽ phải cân chỉnh và mình sẽ trao đổi với các bạn. Có những bạn nền tiếng Anh rất là tốt thì chúng ta có thể là nói với các bạn là các bạn mong muốn với cái thời gian như vậy nó có thể khả thi. Nhưng có những bạn là nhiều bạn là nền tiếng Anh kém lắm mà các bạn cứ muốn nhanh, cứ muốn ngay, muốn cam kết hay như thế nào, nếu mà nghe theo những cái lời quảng cáo ấy thì thực sự là về mặt chuyên môn của chúng ta biết là nó sẽ hơi khó. Và từ đó thì chuyên viên tư vấn của mình cũng như là các thầy cô giáo sẽ ngồi với các bạn để nói với các bạn là như thế này thì cái lộ trình có thể nó sẽ cần dài hơn, thì liệu các bạn có thể gia hạn cái khoảng thời gian các bạn cần học hay không để cái kế hoạch nó sẽ khả thi hơn. Khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm nó liên quan tới giáo dục và cả một cái tương lai của một cá nhân hay một gia đình như thế này, thì chính vì vậy là khi mà chị làm việc thì ở đây nó có thêm một cái niềm vui, đó là niềm vui về mặt tinh thần. Bởi vì là cái quá trình mà các bạn tham gia học với Helper cả vài tháng thì các bạn sẽ có những cái tình cảm và các bạn cũng hỏi chuyện mình hay mình cũng hỏi các bạn. Và đặc biệt là khi mà các bạn thi đậu, đó là một cái niềm vui được chúc mừng nhau rồi. Xong rồi có những người là rất là nhiều tháng sau, hoặc có những người cả hàng năm sau cơ mọi người. Và mọi người đã có được cái visa mà mình mong muốn. Thì
cũng gọi là nhắn tin hay là gọi lại để mà cảm ơn với thầy cô cũng như là các bạn tư vấn viên hoặc là các bạn sẽ giới thiệu những cái người khác học nữa. Nên là ở đây thì bán cái gì cũng vui nha, bởi vì là mình xuất phát từ cái tâm đem lại cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ hoặc một cái giải pháp cho khách hàng tốt. Tuy nhiên thì làm với PT Helper và trong cái giáo dục này thì đó, như Phương nói là được rất là nhiều cái tình cảm của mọi người và mình cũng cảm thấy giống như là mình làm được nhiều cái việc tốt hơn đấy. Thì... có thể hỗ trợ cho đó, một cái người đó đã thay đổi cả tương lai luôn, đúng rồi. Dạ. Nên là nó cũng kiểu như lúc nó cũng cảm xúc hay là nó cũng có những cái niềm vui to lớn hơn thì nó sẽ là cái động lực. Phương nghĩ là không những là cho Phương đâu mà chị nghĩ là sẽ cho tất cả cũng như là em, đúng các thầy cô giáo và tất cả đội ngũ của PT Helper để mọi người sẽ luôn luôn yêu thích cái công việc này hơn nữa. Dạ đúng rồi. Kiểu những có những cái bạn học viên thì là có những trường hợp là cả 5-6 lần, 7-8 lần không đạt chị nhỉ. Cho nên khi mà về với mình xong rồi mình kiểu của mình cũng áp lực lắm. Đúng nhưng rồi. Mà cũng cố gắng là ngày đêm, xong rồi cả bên team của chị với lại bên các thầy cô giáo đều là kiểu cứ ngay liên tục là cùng cố gắng lên bạn ơi này cái thứ. Xong rồi push cho các bạn học đến khi mà các bạn đạt được điểm phát là ui mình vỡ hòa luôn đấy chị Nhật. Đúng rồi, thực sự là niềm vui vỡ hòa luôn mọi người. Và ở đây là không chỉ kiểu như là ôi tư vấn khóa học xong đấy học đi và không có liên kết gì với nhau nữa đâu. Tức là mình sẽ nắm cái thông tin hay cái tình hình hoàn cảnh của từng anh chị một, như chị vẫn còn nhớ nhiều lắm. Ví dụ có những chị á là con gái và xong rồi là tranh thủ có bầu để mà học, người ta có bầu rồi người ta phải chăm con nhỏ thì lại động viên chị đấy. Rồi có những anh con trai thì học than là khó thì mình lại động viên ngược lại là anh ơi, anh còn là đàn ông con trai nhá, anh không phải chăm con cái, anh không mang bầu gì mà anh học, chỉ có học thôi mà có rất là nhiều những chị học viên như thế này mà người ta vẫn học. Tức là mình lấy cái trường hợp này mình ví dụ cho cái trường hợp kia để cho anh chị học. Rồi em biết là những cái diện ví dụ như các anh chị đi làm á thì qua bên đó thường là mất nhiều, tức là mất rất nhiều thời gian để làm đúng rồi. Vì doanh nghiệp người ta bảo lãnh cho mình sang làm việc mà, thì đòi hỏi là phải dành nhiều thời gian làm việc, mà bên cạnh đó vẫn cần phải học cái chứng chỉ tiếng Anh để mà nộp được cái visa cần thiết nữa, thì cứ phải động viên là em biết là anh vất vả tại vì đi làm về rất là mệt mà sau đó lại phải ngồi và học nữa thì vô cùng là vất vả, nhưng mà phải cố gắng đấy. Hãy nghĩ là lý do tại sao mà mình cần cái nào này, lý do bắt đầu đó, đúng chị? Rồi nhiều khi là gia đình, bởi vì đa số chị thấy là các anh chị nếu mà lớn tuổi một chút muốn qua đó thì sẽ là muốn cho gia đình con cái, thì mặc dù những cái đó có thể là không nói nha, rõ ràng là đấy là cái việc của các anh chị đấy và các anh chị ấy biết, nhưng mà đôi khi có những cái thời điểm và có những cái giai đoạn mà người ta chỉ cần có những cái người ta nói thêm vào cho mình thôi, nó như là một cái động lực, nó làm thức tỉnh cái ý thức của trong con người mình, cái lười hay là cái sự vất vả, thì họ sẽ cố gắng và các anh chị sẽ rất là kiểu nhớ tới và cũng là rất là yêu quý mình á. Vậy thì trong suốt 7 năm vừa rồi thì chắc chắn là chị đã giúp đỡ cho rất là kiểu hàng nghìn, hàng chục nghìn các bạn học viên thành công ấy. Thì chị có một cái trường hợp bạn học viên nào hay một trường hợp nào mà chị cảm thấy ấn tượng và đáng nhớ nhất không? Thực ra quá nhiều đi, tại vì chỗ với PT Helper cũng nhiều học viên nha mọi người. Cái thời kỳ đầu ấy là sẽ rất là nhớ đó, nhớ từng bạn luôn. Nhưng mà bây giờ là kiểu nhiều quá rồi nên là đôi khi là cái trí nhớ của chị nó không có quá nhiều nữa. Nhưng mà những cái trường hợp đặc biệt thì chị vẫn nhớ. Thì trong đó thì chị ấn tượng nhất là, chị nghĩ là chị nói bạn này cô em mình cũng nhớ này, là bạn nam mà ngày xưa là bạn ở Hà Nội, nhưng mà bạn ấy muốn, gia đình bạn ấy muốn cho bạn học trường IMIT ở trong Hồ Chí Minh. Cũng bạn này cũng lâu rồi đó. Có phải là cái bạn học offline với em không? Đúng rồi. Nam là một bạn thanh niên và mẹ bạn rất là yêu thương bạn và lo lắng cho bạn. Thì mẹ bạn là người liên hệ với chị nhớ là chị Ngọc. Bây giờ chị vẫn đang có Facebook của bạn và chị Ngọc. Tại sao mà chị nhớ? Bởi vì vừa hôm trước là chị thấy Facebook của chị Ngọc đang post hình của Nam. Nam hiện tại đang học ở bên Úc rồi. Và chị Ngọc có chúc mừng sinh nhật Nam thì phải. Đó thì bạn muốn vào học trường IMIT thì sẽ cần khoảng tương đương với IELTS 6.5. Thì bạn đã học IELTS nhưng mà thi mãi không có đậu theo những cái điểm cần. Thì cũng một cái cơ duyên thì khi mà chị Ngọc chị tìm hiểu trên mạng thì vô tình chị biết tới về bài thi PTE, thì chị mới liên hệ với trung tâm mình để mà chị hỏi về một cái giải pháp. Và thực ra lúc này nó giống như kiểu như là cũng không còn cách nào nữa, tại vì là cái điểm, tức cái thời gian mà chị cần nộp điểm là rất là gấp rồi. Chị nhớ là kiểu như là mười mấy hay trên dưới 10 ngày không ạ? Em nhớ là còn có hơn một tuần. Đúng rồi. Và học rất là gấp. Chị có sắp xếp cho bạn, tức là bạn bay vào tận đây luôn và lên học với cô Amy dạy ở trung tâm PT Helper cái thời kỳ đầu tiên á. Và mọi người có biết không, sau vài buổi học thôi bạn đi thi là đậu cái điểm mà vượt PTE 58 là trường cần luôn. Tức là
như kiểu như cả nhà chị Ngọc và vỡ òa luôn á. Vâng. Và chị cảm ơn trung tâm và chị còn viết cả một cái bài, hoặc là chị vẫn hay comment ở trong những cái bài mà của hội cha mẹ học sinh IMIT, tại vì ở trong đó có nhiều cha mẹ, có nhiều bạn cũng hay viết lên những cái câu hỏi của mình. Vâng. Thì chị sẽ vào để chị mà hỗ trợ, chị nói là học cái PTE nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Ôi em mới nổi da gà đấy. Rồi, bởi vì chị là người chứng kiến con chị vô cùng áp lực trong cái việc là cái điểm tiếng Anh. Và còn đâu nam thì chị nhớ là một bạn ít nói, bạn khá là ít nói. Thì bạn chỉ nói với mẹ bạn là biết thế, hoặc là giá như biết cái PTE này sớm hơn và tới với PTE Helper sớm hơn thì chắc chắn là bạn sẽ không bị cái một cái khoảng thời gian bạn bị stress và gây cái sự lo lắng cho cả ba mẹ như vậy. Thì đấy là một cái trường hợp mà chị cũng rất là nhớ. Em cũng nhớ là kiểu cái đợt đấy là tính ra sạc học có 5 hôm liên tiếp. Liên tiếp luôn, là từ cái thứ 6 tuần trước đến hôm sau. Xong rồi là học xong 5 ngày là bạn đi thi, là tự nhiên về đạt luôn. Mà lúc học ấy là bé nó bảo em học thế thôi chứ em cũng chả có hy vọng gì nữa đâu, em thi bao nhiêu lần rồi cũng có đạt đâu. Xong bây giờ học cái mới nên chả biết như nào. Nhưng mà em có động viên miết. Xong đến khi mà ông ấy đi thi về, bạn đi thi về bắt đầu là cô ơi, hình như đạt đấy, làm bài ok lắm. Em bảo chưa được, cô thì cứ chờ điểm đi đã. Nên đến khi chờ điểm xong rồi báo vui ơi là vui. Vậy là cảm ơn chị Phương rất là nhiều, bởi vì những chia sẻ ngày hôm nay kiểu là mình cũng có một cái kiểu một cái khoảng lặng để mình cùng nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Không biết là trước khi mà chúng ta kết thúc cái số PT Talk hôm nay, chị Phương có lời gì muốn nhắn nhủi với các bạn đang xem video nữa không ạ? Cũng cảm ơn Amy cũng như là mọi người đã gửi lời mời tới chị tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay, mặc dù cũng là hoạt động nội bộ thôi nhưng mà cũng phải mời nha mọi người. Thì hôm nay thì cũng khá là đặc biệt, bởi vì là chị em mình có một cái khoảng lặng với nhau một chút để cùng ôn lại cái kỷ niệm mà lúc mà chỉ có mấy chị em đúng không, và ôn lại những cái anh chị và các bạn mà đã không những là mình đã góp một phần nhỏ trong cái sự thành công của các bạn, nhưng mà nó cũng là những cái câu chuyện mà mang lại cho Phương cũng như là Amy hay là các nhân sự khác ở trong Helper rất là nhiều cảm xúc. Và cũng cảm ơn, cũng gửi một cái lời thay mặt PT Helper đi, cũng gửi một lời cảm ơn tới các anh chị học viên, bởi vì là các anh chị đã tin tưởng, đặt niềm tin với Helper và đồng hành với Helper, để bọn em cũng may mắn là có cái cơ hội là một cái phần nào đó, có thể là nhỏ thôi nhưng mà có thể là cũng lớn trong cái sự thành công của cuộc sống và cái mơ ước của anh chị. Thì em cũng rất là cảm ơn và hy vọng là mọi người cũng sẽ luôn luôn yêu thương và ủng hộ Helper như là từ trước đến giờ. Nhà cảm ơn chị Phương rất nhiều và cảm ơn mọi người đã xem số PT Talk là hôm nay. Thì tất cả những lời hay ý đẹp nhất thì là chị Phương đã dành tặng tới mọi người rồi. Thì cô em mình cũng chỉ thêm một chút xíu nữa thôi, là chúc cho tất cả những bạn đang xem video, dù như là các bạn đang trang trên hành trình chinh phục PTE, hay là tấm vé để làm công dân quốc tế, hay là bắt đầu hay là đã rồi, chúng ta cũng sẽ đều gặt hái được những thành công trong tương lai. Và hẹn gặp lại mọi người ở số PT Talk tiếp theo. Cảm ơn mọi người.